Chào mừng các bạn đến với kênh thông tin của Mitomi Media. Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự là một trong những đơn vị sở hữu đàn BSR-S975 sớm nhất để gửi đến cho các bạn những thông tin kịp thời và chính xác nhất về dòng đàn này. Theo thông tin được tiết lộ mà Mitomi nắm được, thì BSR-S975 là dòng đàn đời cuối cùng của CD đàn điện tử Agenre BFA do Yamaha phát triển kể từ đầu những năm 1990. Đây có thể là CD đàn Limit Edition mà Yamaha muốn gửi đến người chơi nhạc với một số lượng bán ra rất có hạn. Chính vì vậy, Yamaha đã không chủ động quảng bá quá nhiều đến sản phẩm này, mặc dù chúng ta đang rất hào hứng để khám phá nó. Và không chờ đợi gì nữa, tôi sẽ nói ngay với các bạn những điều đáng lưu ý của cây đàn đặc biệt này. Đầu tiên, về ngoại hình có thể thấy S975 vẫn giữ nguyên vóc dáng của những người anh em S770, S970 và cả A3000, một phiên bản BSR đặc biệt của thị trường Trung Đông. Tuy vậy, điểm đáng lưu ý là màu sơn của đàn đã được thay đổi về màu đen, một màu khá quen thuộc theo một mô típ phổ biến trên nhiều loại nhạc cụ. Chúng ta hãy cùng nhau xem nước sơn đen làm chúng ta liên tưởng đến dòng S750, S950 phải không các bạn? Và tôi cũng đã nghe rất nhiều phàn nàn với nước sơn nhám có phần xù xì, rất dễ bám bụi của hai dòng đàn này. Tuy nhiên, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm với S975. Ở đây tôi thấy rằng Yamaha sử dụng màu sơn đen, nhưng bề mặt của nước sơn trên S975 có thể nói là rất tốt với một độ nhẵn cao hơn nhiều. Chắc chắn sẽ không có hiện tượng xù xì, dễ bám bụi sau khi sử dụng một thời gian ngắn như S750 và S950. Phím đàn, các cổng kết nối và màn hình, Yamaha giữ nguyên thiết kế với người anh em thân cận nhất là BSR-S970, một dòng đàn bơm tấn sản xuất cách đây không lâu và được anh em chơi nhạc One Man Band rất ưa chuộng. S975 năm nay, ngoài thừa hưởng các yếu tố mang tính chất ưu việt từ S970, còn mang đến thêm cho chúng ta một số trải nghiệm mới với tính năng HAPA Fill, được hiểu là fill nửa trường độ của một ô nhịp, và Mono Legato, một tính năng áp dụng rất hay trên voice guitar. Hai tính năng mới này sẽ được chúng tôi giới thiệu chi tiết vào clip kế tiếp. Một điều đáng chú ý là bộ nhớ sample trên S975 sẽ là 768MB. Đây là bộ nhớ tương đối lớn để chúng ta có thể thoải mái sưu tầm các bộ sample và ghép chúng theo ý thích mà không cần bận tâm nhiều đến dung lượng bộ nhớ sample trên đàn. Vì thực sự, 512MB trên S970 cũng đã quá đủ. Tuy nhiên, với bộ nhớ lớn hơn thì chất lượng của sample sẽ được cải thiện nhiều hơn nữa, vì chất lượng sample tỷ lệ thuận với dung lượng của mỗi tiếng nha các bạn. Hơn thế nữa, trong mỗi cây đàn S975 bán về từng thị trường sẽ được tích hợp trước các bộ sample nổi tiếng mà chúng ta đã từng được biết đến như là bộ Eurodance và một bộ theo từng quốc gia, trong đó có cả Việt Nam hay Indonesia. Tất cả dữ liệu về style và voice của các bộ cài trước này được chứa trong thư mục Flood, một nút mới từng làm rất nhiều người thắc mắc về tính năng của nó. Vậy Flood sẽ chứa dữ liệu của bộ sample do hãng cài trước theo từng thị trường. Cây S975 Mitomi Demo hôm nay được bán tại thị trường Indonesia. Do đó, hãng đã tích hợp bộ điệu và tiếng của thị trường này trong nút lết. Các bạn có thể nghe qua một số điệu và tiếng tôi test như sau.
Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitomi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.